tôi nói về một cái vị trí rất quan trọng mà ở các cái động cơ nhiều máy, mà khi ta cân chỉnh xúc bắp hay là ta cân chỉnh về cái bơm cao áp hay là ta đặt dấu cho bơm cao áp, là ta cần một cái vị trí này rất quan trọng. Đấy là cái vị trí cuối nén đầu nổ, cuối xả đầu hút. Đấy là cái cuối xả đầu hút là cái vị trí nào. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà cuối nén đầu nổ, đây, đây là cuối nén đầu nổ này, đây, cuối nén đầu nổ, thì hai con xúc bắp này không có cửa gì cả, này là cuối nén đầu nổ, có nghĩa là hai cái con xúc bắp này hiện nay đang đóng rất rất kín, đây là chế độ cuối nén đầu nổ, thì ta không thể biết được là cái vỏ piston đang nằm vị trí trên là vị trí nào. Nhưng nếu mà ta quay, các bạn quay theo chiều quay của máy nha. Các bạn quay theo chiều quay của máy đấy, các bạn thấy xúc bắp xả xả hắn xả xong là cái xúc bắp hút hút luôn đấy. Thế thì trong cái giai đoạn này ấy, là có cái tông đang nằm trên trên, thì các bạn nhìn thấy này, hai cái xúc bắp đang cửa, một cái thì nó đang đóng lại, đấy là cái xúc bắp hút nó đang xúc bắp xả đang đóng lại, còn một cái xúc bắp hút nó đang mở ra. Đây các bạn nhìn này, đấy. Thì cái vị trí này là cái vị trí rất quan trọng để xác định cái điểm kích trên của cái piston của cái máy này. Nếu mà ta quay đến cái vị trí này, xúc bắp hút là đang tỉ xuống để hút, xúc bắp xả là đang nhấc lên để đóng lại. Cái thời kỳ này người ta gọi là cái thời kỳ trùng điệp của hai cái xúc bắp. Mà ở cái thời kỳ trùng điệp này đấy là có piston đang nằm ở phía trên. Đấy. Thế bây giờ tôi lấy ví dụ như là tôi xóa đây đi, tôi không biết đây là điểm kích trên. Nhưng mà bây giờ tôi cần xác định điểm kích trên của cái máy này. Thì tôi mở cái nắp này ra và tôi nhìn hai cái xúc bắp này. Tôi quay này. Tôi quay bắt đầu là tôi từ từ tôi quay theo chiều quay của máy nhá, theo chiều quay của máy. Đấy, tôi thấy xúc bắp hút bắt đầu xúc bắp xả bắt đầu xả. Xả này. Bao giờ nó xả xong? Đây thì cái xúc bắp hút bắt đầu hút luôn. Thế tôi nhích đi nhích lại thì thấy hai cái xúc bắp này anh đang một cái đang có xu hướng nhận xuống và một cái đang có xu hướng đưa lên. Đấy. Thì cái vị trí này ấy là quả piston đang nằm trên trên. Đấy, đây là cái phương pháp mà xác định cái điểm kích trên của cái piston. Cái thời điểm này người ta gọi là cái thời điểm trùng điểm của hai xúc bắp, và chỉ có cái thời điểm này mới có thể xác định được cái điểm kích trên của cái máy này, còn qua ngoài cái thời điểm này là ta không xác định. Thế để tại sao mà người ta phải xác định điểm kích trên của cái máy, là lý do là ở cái máy một máy này ấy, thì đôi khi không cần phải xác định cái điểm kích trên của cái máy hắn không quan trọng lắm, nhưng mà nếu mà từ hai máy trở lên là xác định cái điểm kích trên của cái máy này là cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là để đặt cái bơm cao áp, thứ hai là để xác định cái góc nổ sớm của bơm cao áp, thứ ba là để đặt lửa của cái máy động cơ xăng. Nếu anh không xác định được cái điểm kích trên của cái máy anh đang đặt lửa ở đây là anh cũng không thể đặt. Còn ở trong cái máy D8 của ta đấy thì cái việc xác định những cái trên thì cũng không quan trọng lắm bây giờ, bởi vì là anh cũng không có vấn đề gì, anh chỉ có mỗi một cái, tức là khi mà anh điều chỉnh cái xúc bắp này là anh phải đưa về cái vị trí là hai cái xúc bắp đang tự do, tức là anh không tỉ, mà hai xúc bắp đang tự do này là ở cái thời kỳ này là cái thời kỳ cuối nén đầu nổ.